Dạ, nhà vườn Trung Lê Dung xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay nhà vườn của em có về một số cây muốn giao lưu với toàn thể quý cô chú ở mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em về cây cũng khá là lớn nha quý cô chú. Như linh sam, rồi nguyệt quế, cây dừa. Chung lại cũng ba chủng loại nha quý cô chú. Hôm nay linh sam em về chung lại cũng được 5 cây. Hàng cũng khá là khủng nha quý cô chú. 5 cây lớn và những có 3 cây nguyệt quế. Có một cây linh sam là hành phẩm nha quý cô chú. Không để mất thời gian quý cô chú anh chị, em vô cây mã số 1 ạ. Cây mã số 1 là một cây linh sam song hình ạ. Số hộ nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo ạ. Quay vòng rồi em báo con số cho quý cô chú anh chị mình nha. Khá lớn nha quý cô chú. Đó cái cam nó lại được là 73, tán ngang phân tàn nó được là 1m2 à, 1m2. Cây này thì em để thiên nhiên em cũng chưa cắt được nha quý cô chú. Đây hoành ngay trí đây của nó được là 85 à, hoành là 85. Để em đo thử một thân của nó nha. Cây này thì một cốt mà nó lên hai thân, thân bên đây nó lại được là 63 à. Chạy đế khá là đều đẹp không biết đâu chú, đế 24 giờ luôn, không chống mặt nào hết. Những cây sam lớn thì nó có cái điểm nó hơi bị lỗi là nó tàn của nó quá lớn không biết đâu chú, nó hở ra nha. Đây như hai thân này nó hơi bẹt ra, đây nó có một cái lỗ hở ra, những cây vẫn bình thường không có ảnh hưởng gì nha quý cô chú. Cây sao em báo vậy cũng khá là khủng quý cô chú. Linh sam song hình, cây là mã số 1, em xin giao lưu giá là 16 triệu à. Giá 16 triệu em bao ship là toàn quốc à. Linh sam song hình, để em quay chậm chậm một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Giờ mình cắt cây bonsai nha, tại vì em cũng cắt trừ hao quý cô chú anh chị mình muốn chơi dáng nào thì mình cắt theo ý mình nha. Cho cái chiều ngang mặt bầu nó luôn, chiều ngang mặt bầu là nó được là 62 à. Cây mã số 1 linh sam song hình em xin giao lưu giá 16 triệu. Dạ tiếp theo là mã số 2 nha quý cô chú. Mã số 2 là linh sam song hình ạ. Cây cũng khá là khủng nha quý cô chú. Nên em được 5 cây, cây rất là lớn cây nha, cũng đáng sưu tầm quý cô chú ơi. Chiều cao nó lại được là 65 mà cái ngang phân tàn của nó là được là 1m1 à. Hoành của nó ngay vị trí đây của nó là nó được là 70 à, 70. Đo hào thử cái cục đế của nó, đế vậy của nó là nó được là 101 à. Đây vị trí ở đây của nó là được 101 nha, cây rất là lớn thôi, 101. Cây thì được cái cốt cành thiên nhiên nha quý cô chú, rất là mau chơi luôn, rất là mau chơi. Là lớn luôn được chú. Cây linh sam mã số 2 xin giao lưu quý cô chú trị giá là 15.500.000 ạ. 15.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc ạ. Dạ tiếp theo là mã số 2 nha, mã số 3 nha quý cô chú. Mã số 3 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. À, cây bonsai, cây nuôi cũng khá là lâu nha quý cô chú. Cây này cốt cành nó rất là lớn rồi, em cũng mới giật cốt cành nó lại. Cây này thì em cũng rút chậu ra, cây cốt cành khá to nha quý cô chú, cũng rất là già cây à. Tiến vào thông số nha. Cam nó lại được là 72 à. Tán ngang phân tàn là 65.
tổng hoành của nó là được là 59 à. Đo cái thằng trực này của nó, trực của nó là được là 39, dừng ngang mặt bầu là nó được là 50 à. Cái này nó cũng có một cái điểm bị lỗi nha quý cô chú, điểm bị lỗi là ngay đây đây. Thì nó có cái đường thẹo ngay đây, xuống đây nó tầm phán gan, nhưng nó đang bo mép vô rất là mạnh nè, bo mép vô rất là mạnh. Để em đo thử cái cành bay này của nó, cành bay này nó được 18, cành này cành nuôi của nó nha quý cô chú. Một vị trí trên đây của nó là cũng được 18 à. Cái cành rất là lực nha, cái cũng khá là đều đấy. Cây nho nguyệt quế lá sắn một chùm mã số 3, xin giao lưu quý cô chú anh chị giá là 4.300.000 à, 4.300.000, em cũng bao ship là toàn quốc à, giá là 4.300.000 à. Cây rất là lực nha quý cô chú, giá 4.300.000. Dạ, tiếp theo là mã số là 4 ạ. À, mã số 4 cũng là cây nguyệt quế lá sắn không chùm ạ. À, cây cũng có nước nuôi, có cành cũng khá là lớn nha quý cô chú. Em cũng rút chân cành lại giao lưu quý cô chú anh chị mình, cần em dễ ship xa nha. Cam nó là được là 50 ạ. À, nó ngang không tàn là được là 54. Đây, hoành ngay dưới đây của nó là nó được là 27 ạ. À, hoành là 27. Chiều ngang mặt bầu là 34 ạ. À, cành số 1 của nó là được 15 ạ. À, cành số 2 là được 14 ạ. À, đấy là điều 4 mặt anh nha. Cây khá là sạch thẹo nha quý cô chú, thẹo dít đường nó đã liền lạc hết rồi. Cây nguyệt quế lá sắn mâm chùm mã số 4, xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 2.600.000 ạ. 2.600.000 cũng bao ship là toàn quốc ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 5 quý cô chú. Mã số 5 cũng là một cây nguyệt quế lá sắn mâm chùm ạ. Cây có dáng bay, có cành hồi cũng khá là đẹp nha quý cô chú. Cây này củ đế khá là đẹp luôn, nguyệt quế lá sắn mâm chùm ạ. Nay em được 3 cây, cây đều có nước nuôi hết nha quý cô chú. Cam nó là được là 52 ạ. À, tự gốc nó bay ra được là 59 ạ. À, đây em đo cái hoành, hoành sát eo của nó là được là 28 tính 27 rồi ạ. À, 28 tính 27 ạ. À, củ đế là 36, chiều ngang mặt bầu là 32 ạ. À, cành lớn này bay ra là nó 22. Đây khá là sạch cây rồi quý cô chú, đây cũng khá là dài. Nguyệt quế lá sắn mâm chùm mã số 5, em xin giao lưu giá là 2.400.000. 2.400.000 cũng bao ship là toàn quốc. Để có thể mình để dựng cao lên tí thì còn nhận đẹp nha quý cô chú. 2.400.000 bao ship là toàn quốc. Dạ, tiếp theo là mã số 6 nha quý cô chú. Mã số 6 là một cây lâm dồ ạ. Cây này cây lâm dồ, cây bonsai rất là đẹp nha. Cây này cũng cốt chậu cũng khá lâu rồi. Cây này em cũng rút chậu ra, em giật cốt cành để em giải ship cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây này làm chậu cũng rất là lâu, cây rất là già cây luôn. Cây lâm dồ à, cây bonsai. Cam nó lại được là 60 à. Nó ngang phong tàn của nó là nó 60 luôn à. Hoành vị trí đây của nó lại được là 31. Tổng cái củ đế đặt của nó luôn, tổng củ đế đặt của nó là được là 92 ạ. À, 92. Cái cành số 1 là được là 13. Còn cành gớt này của nó là được là 15. Cành gớt, cành 1, cành phong có đủ hết nha quý cô chú. Cây rất là đẹp cây nha, cây già dặn nha. Da nó lên da đồng hết nha quý cô chú. Cây rất là già luôn, cây nằm chậu khá lâu. Cây lâm dồ mã số 6, em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 2.900.000 ạ. 2.900.000 em cũng bao ship là toàn quốc ạ. Giá là 2.900.000 ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú. Mã số 7 là một cây si búp đỏ ạ. Cây rừa búp đỏ nha.
ngoài kêu cây si em kêu cây gừa. Cây này thì có cái dáng thú nha quý cô chú, dáng thú nhưng được cái cốt cành nó nuôi là rất là già cây nha, rất là đẹp luôn. Chiều cao nó lại được là 62 à, cái dài của nó lại được là 85 à, chiều dài từ đuôi tới cành phóng phóng nó là nó 85 à. Cái hoành của nó, hoành của nó lại được là 23 à. Xác vị trí đi đây của nó là nó 29. Cái này cái cần nuôi nó rất là lớn nha quý cô chú. Cái này cũng khá là già cây vậy. Cần nuôi này của nó là được tới 20 nha quý cô chú. Còn cái đót đuôi của nó là được là 15 ạ. Còn cái từ cái bụng nó xuống giò này của nó là được 20 ạ. Chiều cao nó 20. Cái rất là đẹp cây nha quý cô chú. Nhỏ mà nó có vỏ nha quý cô chú. Nhỏ như cây rất là có duyên cây. Cây này nó cũng có một cái thẹo ngay vị trí ở đây nha quý cô chú. Thẹo vị trí đây nhưng nó đang bo vô rất là mạnh nha. Như lúc trước ta nuôi nó bị táp nắng vậy đó, để lột lớp da ở đây nè. Bây giờ thẹo nó đang bo vô rất là mạnh. Những cái dòng rùa này thì nó kéo thẹo lại, nó liền lại nó lên nuôi luôn, nó rất là đẹp nha. Cây rùa bắp đỏ mã số là 7, xin giao lưu giá là 5.200.000 à. 5.200.000 em cũng bao ship là toàn quốc à. Giá là 5.200.000 nha. Rất là đẹp nha quý vị cô. Dạ tiếp theo là mã số 8 à. Mã số 8 cũng là một cây, cây này cây si búp hồng nha quý cô chú. Si búp hồng, si búp hồng cây cũng có tướng cũng khá là có duyên nha. Cây cốt cành cũng có nuôi. Thì cam nó ra được là 44 à. Thì dài tán của nó từ gốc ra tới ngoài đầu ở đây của nó ra được là 60 rồi. Đâu hoành hảo, hoành là 22. Cái cây này nói chung lại nó cũng có nước nuôi, cốt cành cũng bự hơn ngón giò cái em hết rồi nha. Cốt cành cũng khá lớn này, đây khá là sạch cây luôn. Cây mã số 8 xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 em cũng bao ship là toàn quốc à. Giá là 1.400.000 à. Số hội nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo à. Em ở khu vực Lai Dung Đồng Tháp à. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Mã số 9 là một cây linh sam song hình ạ. Cây có tướng rất là đẹp nha quý cô chú. Cây có tướng kiện rất đẹp. Cây này mình vô phân tàn nữa là rất là ok nha. Cây này thì cũng có nước nuôi cũng khá lâu, cốt cành cũng khá lớn nha quý cô chú. Em quay một vòng rồi em báo cái thông số của em đó. Rất là đẹp nha quý cô chú. Cái này cũng có nước nuôi cũng tầm khoảng 2 năm ngoài nha quý cô chú. Cốt cành cũng khá lớn á. Hai hăng đuổi rất là đẹp nha quý cô chú. Dạ chiều cao của nó là nó được là 65 ạ. Chiều cao tới mặt đế của nó là 65 ạ. Tán dài của nó là nó được là 80 ạ. 80. Cái này hệ cũ nó rất là nhỏ nha. Đi đo hai vị trí đi. Vị trí này là sát chỗ rễ của nó là quý cô chú, là nó được là 66 hoành ạ. Đây. Vị trí đây của nó là được là 66 hoành ạ. Sát chỗ rễ của nó. Cái này cũ nở chạc rất là đẹp nha. Em đo trên eo nó luôn. Trên eo của nó là nó được là 50 ạ. Vị trí này của nó được 50. Chiều ngang mặt bầu của nó là được là 53. Cho tổng cái cục đế đặt của nó luôn. Tổng cục đế đặt của nó là được là 82 ạ. Đây, đế như vậy của nó là được là 82 ạ. Cây thì hẹo dít khá là ok nha quý cô chú. Đo hào như cái cành đuổi này của nó. Cành đây của nó là nó 27 ạ. Cành chật này của nó lại được là 32 à. Cái này cũng hơi cao tiệm quay kỹ cho quý cô chú mình nha. Cây linh sam song hình mã số 9 em xin giao lưu giá là 7.500.000 à. 7.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc à. Giá là 7.500.000 à.
khá là ok nha quý cô chú, rất là đẹp cây luôn. Giá là 7,5 triệu, mã số 9 nè. Dạ, tiếp theo là mã số 10 nha quý cô chú, mã số 10 cũng là linh sam song hình nè. Cây cũng khá là khủng cây nha quý cô chú, hoành cũng rất là lớn luôn. Cây này có thể mình cắt cây bonsai lùng rất là đẹp nha. Cục cành nó có sẵn và rất là mở chơi luôn. Đo từ mặt đế lên tới đỉnh của nó là nó 64 à. Ngon của nó lại được 1 mét à. Đây, còn ngay vị trí đây của nó lại được là 69 à. Tổng cái nồi đế của nó tầm khoảng 1m4 nha quý cô chú. Tổng nồi đế về của nó tầm khoảng 1m4. Còn cái chiều ngang cái mặt bầu của nó là nó được là 62 ạ. 62. Cây này mình chơi cây lùng mình cắt nó tầm khoảng lối trên đây nha quý cô. Từ mặt đế lên tới vị trí mà nếu cắt cây lùng nó tầm khoảng 40. Rất là lục lực luôn, rất là đẹp cây. Cây linh sam mã số 10 em xin giao lưu giá là 14 triệu à. 14 triệu em bao ship là còn quá à. Giá 14 triệu. Linh sam song hình à. 14 triệu, cây rất là lớn nha quý vị. Dạ, tiếp theo là mã số 11 nha quý cô chú. Mã số 11 cũng là linh sam song hình à. Cao em cũng đo hảo nghe quý cô chú. Cái này em nói chung là em cắt cũng chịu hao. Cao từ mặt bầu lên tới vị trí này của nó là 50 ạ. Ngang phân tàn của nó tầm khoảng 1m2 ạ. 1m2. Cái này hoành cũng khá là lớn nha quý cô chú. Đây, hoành ngay trí đây của nó là nó 72 ạ. Tổng nồi đế luôn nó được là 100 ạ. Vị trí như thế này của nó là nó được là 100 ạ. Đây. Sát luôn. Một củ đế đặt nó 100. Cái cây này nó cũng có cái điểm là do thân nó lớn quá đó quý cô chú, cái tàn của nó lớn nên nó bị kẻ cái giữa này nha. Nó hẻ kẻ này, nhưng cây vẫn bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết. Cành này của nó lại được là 47 à. Cành bye bye này của nó là nó được là 50 à. Cây ngoài nhìn nó rất là lớn nha quý cô chú. Cây linh sam song hình mã số 11 em xin giao lưu giá là 7.500.000. 7.500.000 em cũng bao ship là còn quá à. Giá là 7,5 triệu à. Rất là lớn nha quý cô chú. 7.500.000 à. Dạ, tiếp theo là mã số 12 nha quý cô chú. Mã số 12 cũng là linh sam song hình nè. Cây này cũng là cây thô cuối cùng nha quý cô chú. Còn cây cuối cùng là một cây linh sam song hình thành phẩm nha. Cây rất là đẹp nha. Cây này cây thô. Đàn cũng thiên nhiên nha quý cô chú. Cây này thì nó 3 thân. Một cốt là 3 thân nè. Chục cam nó lại được là 65 ạ. À. Ngang phân tạng nó tầm khoảng 1m, 1m1 ạ. À. Để trừ hao chứ em cũng chưa cắt ra nha quý cô chú. Đây, hoành ngay vị trí này của nó là nó được là 63. Hoành là 63. Tổng cái cục đế đặt này của nó là nó được là 82 à. Vị trí đây đây là nó được 82. Rất là lớn nha quý cô chú. Cây này mình cắt mình làm 3 thân rất là đẹp nha. Đây. Nó có cái đỉnh giữa này. Dạ, cây linh sam song hình mã số 12 em xin giao lưu giá là 8.500.000 à. 8.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc à. Số hộ nhà vườn em là 0919670661. Số đó cũng là số Zalo à. Em ở khu vực Lai Dung, Đồng Tháp à. Cây ngoài rất lớn nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số cuối cùng nha quý cô chú. Mã số cuối cùng là một cây linh sam song hình nè, cây thành phẩm ạ.
Cây thì cũng nuôi cốt đùi cắt giật nha quý cô chú. Trên cây ở ngoài nhìn nó rất là lực cây nha. Cây này nuôi cũng khá là lâu rồi. Cái vàng xương dâm của nó khá là ok. Em cũng mới rút rút chậu ra em lặt lá em vô cái vàng xương nó lại cho chút đỉnh nha quý cô chú. Đế thì khá là quyết đế luôn. Hẻo dích thì khá là ok. Đó, hẻo dích đã liền lạc hết rồi. Sạch sẽ cây nha. Đinh xem xong hình nè, chiều cao của nó là được là 90 à. Cái chiều dài cái tán của nó là được là 1m2 à. Đây, từ vị trí đây ra tới cành phóng phóng nó là nó được 1m2 nha. Tiến vào cái hoành của nó luôn. Đây, cái hoành sát cổ rễ của nó là được là 50 à. Em đo trên eo luôn. Trên eo eo của nó là nó được là 39 nè. Đây là hiểu cái cục đế đặt của nó rất là lớn không biết không chú. Cục đế như vậy của nó là được là 70 à. Đây ở ngoài cũng nở chạc. Đế đều là 24 giờ nha. Không chống mặt nào hết nha. Cây này dàn đế thì khỏi chê nha quý cô chú. Đế là rất là đẹp luôn. Cục cành nó cũng tương xứng với cái thân của nó rồi. Thằng này mình giờ mình vô chậu mình chơi nữa là rất là ok nha. Thì cái này cái form tàn của nó quá lớn. Có hỏi em bao ship là 300 km nha quý cô chú. Ở xa nữa có gì thương lượng với em nha. Tại vì cái này nó quá lớn. Để đo cái chiều ngang mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó được là 47 à. 47. Cây này giờ mình vô chậu 6 là rất là ok nha quý cô chú. Cái này tại phơm tàn của nó hơi lớn, mình vô chậu 6 mình chơi là khá là ok. Cây linh sam song hình. Mã số là 13 cũng là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Em xin giao lưu giá là 11 triệu 500 ngàn ạ. À. 11 triệu 500 ngàn em cũng bao ship là phạm vi 300 km nha. Tại cây này cây hành phẩm tàn lớn em ship xa nó hơi hơi nặng phí nha quý cô chú. Mà em chỉ bao ship 300 km thôi, giá là 11 triệu 500 ngàn. Còn ship xa nữa có gì thương lượng với em nha. Cái này rất là đẹp nha quý cô chú. Cây này giờ mình vô chậu mình đợi nó ra lá lại mình làm bông một cái là nó được rỡ nha quý cô chú. Linh sam song hình mã số 13 giá 11 triệu 500 ngàn ạ. Cốt cành là rất là lớn nha quý cô chú. Cốt cành của nó nói chung lại tương đối với cái thân chính của nó. Đây rất là đẹp, cái nuôi cắt dịch ạ. Giá 11 triệu 500 ngàn. Cuối clip em cũng xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại clip sau ạ. Dạ em xin chào ạ.